Có thể nào cho anh một phần ngàn hy vọng? Em cũng đang nghĩ đến anh như anh đang nghĩ đến em hay không? Đây là lần đầu tiên anh biết thích một người cũng có thể đau đớn thế này. Ba mươi giây em vẫn chưa chịu trả lời. Em có nghĩ đến anh hay em chỉ không lỡ làm anh đau? Cháu thấy thằng Đông thế nào? Bà lại nổi máu mai mối lên à? Đông Tây Nam Bắc gì gì, con không liên quan. Lúc nãy bố thằng Đông đã xuống nước rồi đấy. Nếu mà cháu không chê nó. Chê ạ? Nói chuyện nghiêm túc nào. Bố nó chả bảo á, chưa bao giờ thấy nó đối xử nhiệt tình với đứa con gái nào như mày đâu đấy. Thằng Đông ấy, thật ra nó là người tử tế. Từ ông nó nhá, bố nó, cả em gái nó đều là những người lương thiện biết điều. Giờ chọn chồng là phụ thôi. Cái chính á là phải chọn bố cho con cả dốt ý. Ưng thằng Đông đi con. Quá xa cho một bữa ăn sáng đấy. Tuy có hơi xa một chút, nhưng mà để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng như thế này thì cũng đáng mà. Sự kiện á? Sự kiện gì? Tỏ tình. Kiếm được nhiều tiền chưa? Có đây. Nhưng mà là tiền đình. Sao lại thế à? Thế đi bao giờ mới lập được sự nghiệp? Tao chạm được tay tới sự nghiệp rồi đấy. Mà là nghiệp quật. Chạy shipper, bị mất bố nó cái xe. Thôi đã. Đèn thế. Thôi ạ. Lắm khó khăn quá về úp mặt vào sông quê. À, anh xem cái ảnh em Photoshop gửi anh chưa? Em thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Em nhét vô con Sơn Ca vào. Em biết anh coi con Sơn Ca như người trong nhà. Anh thấy em tinh tế không? Ừ. Mày rửa ra một cái rồi mang sang cho ông với bác xem nhá. Ok anh, đơn giản. Thế chị Huyền của mày ấy, dạo này thế nào? Có hỏi gì đến anh không? Phụ nữ ý, là giỏi che giấu cảm xúc lắm đấy nhá. Mày phải quan sát thật kỹ vào. Mấy ngày hôm nay bà ấy có về đâu mà em biết. Cái gì cơ? Thế Huyền đi đâu? Đi với ai?